chuỗi sự kiện Liên hoan du lịch Đồ Sơn năm 2023 với chủ đề Điểm đến 4 mùa, được tổ chức từ ngày 28 tháng 4 năm 2023 đến hết ngày 2 tháng 5 năm 2023, cùng hàng loạt các hoạt động vui chơi giải trí, trình diễn nghệ thuật đặc sắc. Lễ hội bia và ẩm thực hội tụ tinh hoa ẩm thực đa dạng phong phú từ mọi miền Tổ quốc và nhiều nền văn hóa trên thế giới. Lễ hội biển Đồ Sơn Hải Phòng năm 2023 là các đêm nhạc bùng nổ, các tiết mục biểu diễn nghệ thuật được dàn dựng công phu và hoành tráng. Hoạt động bắn pháo hoa tầm thấp chào mừng giải phóng miền Nam. Caravan Đồ Sơn năm 2023 diễn ra với nhiều hoạt động đường phố thú vị, náo nhiệt. Đặc biệt, trong các đêm chương trình đại nhạc hội là sự xuất hiện của rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Phan Đình Tùng, nam ca sĩ với bản hit Khúc hát mừng sinh nhật, Zanbi, nam ca sĩ underground được nhiều khán giả yêu thích. Tất cả sẽ được diễn ra trong 5 ngày của chuỗi sự kiện. Hãy đến và trải nghiệm. Hotline 0865 081 491.